Mỹ, Ukraine ký thỏa thuận an ninh 10 năm mở đường cho Kiev vào NATO. Báo Mỹ nói chuyến thăm Cuba của chiến hạm Nga mang thông điệp cảnh báo Washington. Trung Quốc và Nga tiếp tục tăng cường hiện diện ở châu Phi. Xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang đến với những tin tức thời sự được phát sóng hàng ngày trên kênh YouTube Nghệ An TV. Sau đây, mời quý vị cùng theo dõi những nội dung sẽ có trong chương trình. Ngày 13 tháng 5, Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký thỏa thuận an ninh 10 năm. Theo đó, Washington cam kết tiếp tục hỗ trợ Kiev trong cuộc xung đột với Moscow. Theo thỏa thuận, Mỹ hứa sẽ giúp ngăn chặn và đối đầu với bất kỳ hành động tấn công nào trong tương lai chống lại sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và ủng hộ những nỗ lực của Ukraine để giành chiến thắng trong cuộc chiến ngày nay và ngăn chặn hành động quân sự của Nga trong tương lai. Hiệp ước cho biết, chính sách của Mỹ là hỗ trợ Ukraine duy trì khả năng phòng thủ và răn đe đáng tin cậy. Washington cam kết hỗ trợ Kiev bằng nhiều cách, bao gồm viện trợ quân sự, chia sẻ thông tin tình báo và hỗ trợ kinh tế. Trong một cuộc phỏng vấn với các phóng viên sau lễ ký kết, nhà lãnh đạo Mỹ nói, một nền hòa bình lâu dài cho Ukraine phải được bảo đảm bằng khả năng tự vệ của Ukraine hiện tại và ngăn chặn tấn công trong tương lai. Ngày 14 tháng 6, trong một bài phát biểu video được công bố, ông Zelensky nói rằng hiệp ước này đã nâng mối quan hệ giữa Mỹ và Ukraine lên cấp độ của một liên minh thực sự. Ông mô tả thỏa thuận an ninh là thỏa thuận mạnh mẽ nhất với Mỹ trong suốt 33 năm độc lập của Ukraine. Kể từ năm 2023, Ukraine đã thực hiện các hiệp ước tương tự với từng quốc gia NATO, bao gồm Anh, Pháp và Đức. Theo ông Zelensky, Kiev hiện có 17 thỏa thuận an ninh với các nhà tài trợ nước ngoài, với 10 thỏa thuận nữa đang được chuẩn bị. Các hiệp ước nhằm mục đích phục vụ như những cam kết lâu dài mà không trao cho Ukraine tư cách thành viên NATO. Tuy nhiên, các tài liệu đã được ký kết không có hiệu lực như điều 5 của Hiến chương NATO, trong đó quy định rằng một cuộc tấn công nhằm vào một thành viên phải được các nước còn lại coi là cuộc tấn công của toàn bộ liên minh. Kiev chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 9 năm 2022. Tuy nhiên, Washington đã nói rõ rằng Ukraine không thể trở thành thành viên cho đến khi xung đột vũ trang với Nga được giải quyết. Về phần mình, Nga đã nhiều lần cảnh báo rằng không có khoản viện trợ nào của phương Tây có thể ngăn cản hoạt động quân sự của nước này ở Ukraine. Chuyến thăm Cuba của Hải quân Nga đã được tờ Washington Post và một số tờ báo lớn của Mỹ đồng loạt đưa tin. Theo đó, ngày 12 tháng 6, biên đội tàu Hải quân Nga, trong đó có tàu ngầm hạt nhân Kazan, đã cập cảng Havana của Cuba, bắt đầu chuyến thăm 5 ngày tại quốc gia Trung Mỹ. Khi vào cảng Havana, tàu hộ vệ đô đốc Goskov đã khai hỏa 21 phát đại bác để đáp lễ nghi thức chào mừng của nước chủ nhà. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đội tàu nước này đã hoàn thành cuộc diễn tập về sử dụng vũ khí tên lửa có độ chính xác cao trước khi cập cảng. Bộ Quốc phòng Cuba cho biết chuyến thăm của đội tàu Nga tuân thủ nghiêm ngặt quy định quốc tế. Bộ Ngoại giao Cuba khẳng định các tàu không mang theo vũ khí hạt nhân, do đó chuyến thăm cảng Havana không phải là mối đe dọa với bất kỳ ai. Tuy nhiên, khi tàu ngầm hạt nhân và một trong những hộ vệ hạm hiện đại nhất của Nga hiện diện tại vùng biển chỉ cách mũi Florida của Mỹ khoảng 145 km, một số học giả cho rằng đây là thông điệp mạnh mà Nga đang gửi tới Mỹ. Nhà phân tích tình báo chiến lược và từng là quan chức cấp cao trong cơ quan tình báo quốc phòng Mỹ, Rebecca Kofler cho rằng động thái của Moscow là lời cảnh báo đối với Tổng thống Joe Biden sau khi lãnh đạo Nhà Trắng cho phép Ukraine sử dụng vũ khí viện trợ tập kích vào lãnh thổ Nga. Học giả Kofler nhận định, với quyết định đưa đội tàu chiến hiện đại tới Cuba, quốc gia ở ngay sát Mỹ, Tổng thống Putin đang nói với Washington rằng chúng tôi có thể chạm tới vị trí của các vị. Chuyên gia này nói, Tổng thống Putin muốn tới gần lãnh thổ Mỹ vào thời điểm xung đột Nga-Ukraine đang leo thang nghiêm trọng sau khi ông Biden nới hạn chế cho Kiev. Vị chuyên gia cho rằng, động thái này sẽ góp phần răn đe Mỹ, ngăn Washington cho Kiev dùng vũ khí tầm xa tấn công mục tiêu quan trọng tại các thành phố lớn trên lãnh thổ Nga. Giám đốc chương trình Mỹ-Latin tại trung tâm Wilson ở Washington, ông Benjamin Gedan cho biết, các chiến hạm là lời nhắc nhở Washington rằng sẽ thật khó chịu khi đối thủ hiện diện ở quốc gia gần kề bạn. Nó cũng nhắc nhở những người bạn của Nga trong khu vực rằng Moscow đứng về phía họ. Chuyên gia Gedan nhấn mạnh, đội chiến hạm Nga đến Cuba mang nhiều thông điệp hơn là chuyến thăm hay hoạt động giao lưu quân sự thông thường. Ông nói thêm, chuyến thăm của các chiến hạm của Nga là cách ông Putin nhắc nhở ông Biden rằng Moscow có thể thách thức Washington trong phạm vi ảnh hưởng của chính họ. Báo Mỹ nhấn mạnh việc tàu chiến Nga xuất hiện ở Havana vào thời điểm xung đột Ukraine leo thang nhắc nhớ tới cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962. Liên Xô khi đó đã gửi tên lửa đạn đạo tới Cuba nhằm đáp trả việc Mỹ triển khai tên lửa ở Thổ Nhĩ Kỳ, đẩy quan hệ giữa hai siêu cường tới khủng hoảng nghiêm trọng, tiến sát bờ vực chiến tranh hạt nhân.
Phó giáo sư khoa nghiên cứu chính trị Vladimir Rubinsky thuộc Đại học IC ở Colombia cho rằng hình ảnh tàu ngầm hạt nhân Nga xuất hiện ở Cuba giúp chứng minh rằng các nỗ lực của Mỹ nhằm giảm bớt hiện diện của Moscow ở mọi nơi, đặc biệt là Mỹ Latin, đều không hiệu quả. Giáo sư Rubinsky nói, chúng ta cũng phải thấy rằng Nga không muốn từ bỏ Mỹ Latin, ngay cả khi quân đội nước này đang bị cuốn vào cuộc xung đột ở Ukraine. Trong khi đó, hồi tháng 3 năm nay, Nga chuyển 90.000 tấn dầu cho Cuba nhằm giúp giảm bớt tình trạng thiếu hụt, đồng thời hứa hẹn hỗ trợ Havana trong các dự án sản xuất đường, cơ sở hạ tầng, năng lượng tái tạo và du lịch. Nhà nghiên cứu tập trung vào xung đột và chính trị ở Trung Đông và Bắc Phi, chủ yếu liên quan đến khu vực vùng vịnh. Ông Jonathan Fenton-Harvey mới đây nhận định, nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ đầu tiên của Joe Biden gặp nhiều thách thức. Điều đó bao gồm việc biện minh cho sự ủng hộ đối với cuộc tấn công dữ dội của Israel vào Gaza và quản lý những căng thẳng tiếp theo trong khu vực, chưa nói đến cuộc xung đột Nga-Ukraine và sự đối đầu với Trung Quốc ở châu Á-Thái Bình Dương. Tuy nhiên, tầm quan trọng của Tổng thống Biden đã củng cố nhận thức lâu đời rằng Mỹ không quan tâm đến châu Phi. Và dưới thời của ông, những bước đi sai lầm chiến lược đã cho phép Nga và Trung Quốc củng cố chỗ đứng của họ trên lục địa này và tận dụng sự dịch chuyển của châu Phi. Năm nay, Washington phải đối mặt với một đòn giáng chiến lược ở Đông Phi sau khi chính quyền quân sự tiếp quản vào tháng 7 2023. Niger hiện đã chấm dứt hợp tác quân sự với Mỹ, bao gồm cả việc sử dụng cơ sở máy bay không người lái và quân đội Mỹ sẽ rút vào tháng 9 tới. Điều đó cho thấy phản ứng dữ dội chống lại sự hiện diện quân sự của phương Tây ở Sahel. Trước sự thất vọng của Washington, Nga đã vào cuộc để lấp đầy khoảng trống. Hồi tháng 4 vừa qua, các cố vấn quân sự Nga đã tới Niger để huấn luyện quân đội nước này cách sử dụng các hệ thống phòng không tiên tiến. Tới tháng 5 năm nay, lực lượng Nga đã chuyển đến một cơ sở gần căn cứ của Mỹ. Hành động của Niger cho thấy một số quốc gia trong khu vực có thể bị Washington gây áp lực và hiện đang tìm kiếm đối tác mới, trong đó Nga và Trung Quốc. Bên cạnh mối quan hệ ngày càng xấu đi với những người cầm quyền quân sự mới của Niger, Washington cũng đang gặp khó khăn để có được ảnh hưởng đáng kể ở Sudan, nơi cuộc chiến tàn khốc kể từ tháng 4 2023 tiếp tục chia cắt đất nước này. Bất chấp những lời cảnh báo từ các thượng nghị sĩ Mỹ nhằm trừng phạt các phe phái tham chiến như lực lượng hỗ trợ nhanh RSF liên kết với Nga, Washington vẫn gặp khó khăn trong việc kiềm chế họ. Nhiều người, ít nhất là thường dân Sudan, từng cảm thấy lẽ ra Mỹ có thể làm nhiều hơn để ngăn chặn cuộc đối đầu giữa các nhà lãnh đạo quân sự vốn dẫn đến sự bùng nổ giao tranh. Suy cho cùng, chính Mỹ đã môi giới cho một chính phủ đoàn kết giữa các phe phái quân sự và dân sự sau cuộc cách mạng năm 2019 chống lại chế độ Omar al-Bashir. Nhìn lại, Niger và Sudan có thể được coi là mô hình thu nhỏ của những thất bại rộng lớn hơn của Mỹ. Trong một thời gian dài, Mỹ đã dựa vào sự hiện diện quân sự mạnh mẽ để đảm bảo ảnh hưởng của mình, đặc biệt là nhìn châu Phi qua lăng kính chống chủ nghĩa cực đoan. Đổi lại, Mỹ đã bỏ qua việc đầu tư thực sự vào sự ổn định và phát triển của châu lục. Nhưng điều quan trọng nhất là nước này đã thất bại trong việc sử dụng công cụ ngoại giao ở châu Phi. Chuyến thăm của Tổng thống Kenya William Ruto đến Mỹ vào tháng 4 vừa qua là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của một nhà lãnh đạo châu Phi tới Mỹ kể từ năm 2008. Và mặc dù Tổng thống Biden chủ trì hội nghị thượng đỉnh châu Phi vào năm 2022, nhưng ông đã không thực hiện chuyến thăm châu Phi được đề xuất vào năm 2023. Cùng với những thiếu sót ngoại giao trên, Mỹ cũng đang thất thế trước Trung Quốc và quan hệ đối tác kinh tế với các quốc gia châu Phi, tạo ra một thách thức khác đối với ảnh hưởng lâu dài của Washington. Là gã khổng lồ, sản xuất hàng hóa giá rẻ, Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của hầu hết các quốc gia châu Phi, dần thay thế Mỹ trong hai thập kỷ qua. Ngược lại với cách tiếp cận rời rạc của Mỹ, Trung Quốc đã theo đuổi một chiến lược lâu dài và toàn diện, bao gồm các khoản đầu tư lớn vào cơ sở hạ tầng dân sự và chính phủ, với các quốc gia như Ethiopia, Zambia và Angola là những đối tác chính. Nhiều quốc gia châu Phi được cho là đã coi cách tiếp cận không ràng buộc của Trung Quốc hấp dẫn hơn các khoản vay từ các tổ chức tài chính có trụ sở tại Mỹ như Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF và các ngân hàng thế giới. Các tổ chức này đã cung cấp các khoản vay trong khi yêu cầu cải cách như tư nhân hóa và chủ nghĩa tự do tài chính, đồng thời bị chỉ trích là xâm phạm chủ quyền quốc gia và phục vụ lợi ích của Mỹ. Sự thống trị kinh tế của Trung Quốc đã bảo đảm cho nước này có thêm nhiều đồng minh trên lục địa. Ít nhất ở cấp độ xã hội dân sự, Trung Quốc đã trở nên nổi tiếng hơn Mỹ đối với người châu Phi vào năm 2023 khi sự hài lòng đối với Mỹ đã giảm dần kể từ năm 2008. Về phần Nga, mặc dù bị sa lầy nặng nề trong cuộc xung đột Ukraine, Moscow đã mở rộng dấu ấn quân sự ở châu Phi thông qua quân đoàn châu Phi, được đổi tên từ Tập đoàn Wagner. Lực lượng này đã xây dựng mối quan hệ chặt chẽ không chỉ với chính quyền quân sự của Niger và RSF của Sudan, mà nhân viên của họ cũng đã hoạt động ở Cộng hòa Trung Phi và Libya, sóng lên hồi chuông cảnh báo ở châu Âu.
Cuối cùng, những làn sóng địa chính trị đang thay đổi này chắc chắn sẽ là cơ hội cho Nga và Trung Quốc, không chỉ về mặt chính trị mà còn giúp họ tiếp cận các nguồn tài nguyên thiên nhiên có giá trị. Tuy nhiên, nguồn lực quân sự hạn chế của Nga và sự dè dặt của Trung Quốc trong việc tham gia các vấn đề của khu vực đã đặt ra dấu hỏi về việc liệu họ có thể mang lại sự ổn định lâu dài hay không. Trong khi Nga và Trung Quốc đang thay thế Mỹ một cách trực tiếp, các cường quốc tầm trung ở Tây Á cũng đang tìm cách hưởng lợi. Ví dụ, Iran đã hợp tác với chính quyền quân sự Niger để làm giàu uranium và cung cấp máy bay không người lái cho lực lượng vũ trang Sudan. Tương tự, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đang nổi lên như một cường quốc có ảnh hưởng ở Đông Phi đã liên kết với Nga ở Sudan. Bất chấp sự phát triển của Washington đối với trật tự mới này, có thể đã quá muộn để thay đổi mọi thứ. Mặc dù chính quyền Tổng thống Biden chỉ tham gia vào một số hoạt động ngoại giao hạn chế, nhưng Mỹ cũng đã tăng khoản đầu tư vào khu vực lên 14,2 tỷ đô la Mỹ vào cuối năm ngoái, trong nỗ lực chống lại sự thống trị kinh tế của Trung Quốc. Tuy nhiên, Washington thực sự có thể phải chấp nhận đòn bẩy hạn chế của mình đối với châu Phi. Đó rõ ràng là dấu hiệu của thời đại rằng Mỹ không còn là cường quốc thống trị và sẽ phải chấp nhận một trật tự thế giới đa cực đang hình thành.